con cô gái này vì sao ngửa cổ lên này? Con này nó kiểu nó quái, nó thích thế. Đang người giá 10 triệu đấy. Thích ngửa cổ lên này. Vâng. Trả 10 triệu mà chưa bán. Ờ, nghe không bán, nuôi 15 năm rồi anh ạ. À, 15 năm rồi chứ. Không có tiền thì nó to thật, thế nhưng mà nó mình nuôi lâu quá thì bán dâm. Bán đi thôi. Phần đấy. À thế à? Trông cụt hết lông đuôi, trông như con chim cút đấy. Lông đấy cũng như đuôi đâu. Con này già lắm rồi nhỉ, 15 năm già lắm rồi. Con bò này nuôi 30 mấy năm mấy anh nhỉ. Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi mua ít cám cho chim, mua một ít sâu với lại cám cho chiếc chè rồi cho sáo. Thì đến thấy quán cửa hàng nhiều chim trào màu với lại chim chè lửa, chè than, mình tiện lại quay video cho các bạn xem. Các bạn cùng thưởng thức xem là các giọng hót các bé trào màu với bé chiếc chè. Xưởng sản xuất lồng chim và bán thức ăn cho chim. Mà để nghe tiếng chim hót thì phải bài. Nghe tiếng chim chào màu hót hay. Bên này bạn này, bạn chè này hót âm líu hay nhờ. Chè lửa con này bao nhiêu đấy? Con này em mua 4 triệu. Thế cơ à? Vạn người nhờ. Nay vào đây mua ít thức ăn cho chim, vào ngắm ít chim chóc trong này. Đợt này quán toàn trào màu, rất nhiều trào màu đẹp, đang độ thay lông cho nên là lên lửa đẹp. Các bạn có nhu cầu hãy đến Hạ Long, địa chỉ ở Cao Thắng. Đủ các loại lồng chim, đủ các loại mẫu mã kích cỡ. Ở đây có cả gà tre này. Con được hai con chim khuyên. Khuyên. Hạt lộ, hạt kia, các loại hạt đấy ạ. Hạt
Vài cái kê nữa. 25.000 nửa cân nha. 4 lạng anh ạ. À 4 lạng. Mình mua được những ít sâu kỳ lấy gói đang đóng sẵn cho táo, với lại được 2 cân cám dành cho chích chè và chò màu. Nhìn nè, từ bên ngoài vào đồng chim treo từ ngoài cây đến căn nhà, đâu đâu cũng lùm chim. Đây là xưởng vừa làm thức ăn cho chim, vừa sản xuất lồng chim đủ các loại kích cỡ. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình để biết giá cả từng loại lồng nha. Sâu rồng này, đây là sâu quy. Bên ngồi thì đâu động thấy lồng chim, lồng nào cũng thấy đẹp, lồng nào cũng muốn mua. Ở đây treo, đây treo nhỏ để cho nó thuần đi hả? Nó qua đi chơi đây nhỉ. Nào cứ cố anh mang chim nhà anh ra đây cho ké cho nó đỡ. Cho đi cho đỡ bố. Ở nhà sợ sợ người lắm. Vâng. Con này có con được con lủng ra ké ra chơi. Vâng. Bên kia con này được không? Anh lấy được hai tháng. Con này là anh đổi là con người ta nuôi lâu rồi. Đây là nó mới đứng này. Con này như kiểu non ấy, chân vẫn hồng hồng ấy. Không phải đâu. Tưởng chân hồng vẫn non. Con này đuôi dài nhỉ, con kia đuôi đẹp nhỉ. Con này là đuôi đẹp đấy. Đẹp ra. Thế à? Đẹp. Ngon lành luôn. Làm miếng nào. Biết lạ đấy. Đẹp lắm rồi. Ăn đi. Ăn đi. Cho con này nhá. Đây. Chuyển ngay. Con này nhanh thuần lắm. Ừ, nhà anh có con một con cũng thuần mà. Này về khoảng 2-3 tháng. Lúc đó chở lên đây chở con đi ấy rồi. Một cặp sách. Vâng. Đây là nó, cái này đôi giải nhất. Mình xin phép kết thúc video tại đây nhé. Giờ mình mang cái số thức ăn này về cho chim ở nhà ăn đã. Gặp lại các bạn ở những video sau. Nhớ đăng ký và ủng hộ kênh cho mình nhé.